Mọi người ơi, hôm nay em lên sóng cho mọi người một số con thanh lý của trại gọi là ngon bổ rẻ nhá. Tất cả mấy con trong quê này thì em đang để cho người giá là 3,5 củ một con. Đấy, đã bao gồm phí ship ở miền Bắc. Như nào nhỉ? Đều là những cái con chó rất là to đấy mọi người nhá, chứ không phải là bé hay là bị như thế nào mà, hay là ốm thì bọn em mới bán đâu mà. Cha em ấy thì càng to ấy thì bọn em càng bán rẻ mọi người ạ. Đấy, bởi vì sao những con to như thế này là bây giờ nó ở cùng với những con chó. Các bạn này là đào ngoài 3 tháng rồi, có con nó 3 tháng rưỡi rồi. Đúng rồi anh Hưng. Mà bây giờ rốt cùng với những con chó 2 tháng ấy mọi người thì là nó hay cắn, nói chung là nó cách nhau tầm hơn 1 tháng nên là nó hay đánh nhau lắm. Mà những con bé như thế mà rốt cùng một là sứt tay, hai là bị đau chân đau tay rồi. Hoặc là cái kiểu là nhiều con nó cắn cho phải bị chột thần kinh luôn ấy. Nên là những cái con này con gọi là các cái đàn em sắp ghép lại với nhau, mỗi đàn nó còn 1-2 con đấy, thì con đầu nó hầu con cuối, những cái con cuối này thì bọn em bán rẻ cho mọi người để mọi người được chơi. Một số con ấy thì là nó sẽ gầy hơn thì bọn em bán rẻ hơn, hoặc có một số con này là cái lông nó ấy không được đẹp lắm đấy, cái lông nó không được sạch màu lắm thì bọn em cũng sẽ bán rẻ hơn. Ví dụ như gọi là lông nó, mọi người nhìn này, gọi là lông nó không được sạch màu lắm mọi người đúng không đấy, gọi là hơi lem nhem tí thì bọn em sẽ bán rẻ cho mọi người. Như hai con này này, mảng màu thì nó rất là đẹp đấy, nhưng mà nó hơi gầy thì bọn em cũng sẽ bán rẻ đấy. Nên là mọi người bảo là đừng có bảo em là ui tại sao mày nuôi chó gầy thế Hồng ơi, các thứ nhá đấy. Gầy hơn thì là nó mới có cái giá 3,5 củ với cả phả bố nhập, còn nếu không nó đẹp như một số con bên này này. Con này sách em cọc rồi này đây, nó mọi người thấy nó khác gì đâu, nó khác mỗi cái bộ lông nó gọi là nó trơn lông mượt da hơn tí đúng không, thì bọn em lại bán 5 triệu cơ đấy. Đây anh kinh thì mọi người thấy này. Nó như nhau hết thôi, nhưng mà nó cũng như người ấy mọi người ạ. Đấy. À, cùng là hai cái bằng đại học, thế nhưng mà cái người mà nó xinh đẹp hơn cái thứ ấy, mà nó cũng có bằng đại học thì đôi khi nó dễ lấy chồng hơn những cái bạn mà có bằng đại học, thế nhưng mà xấu mọi người nhá. Thì con chó nó không thế, con người nó có số thì con chó nó cũng có số của nó thôi. Còn nó như thế nào nhỉ? Thần kinh các thứ thì mọi người yên tâm, nó như nhau. Chó này chẳng qua là nó đa dạng về màu, nên là nó ra một đàn 10 con chẳng hạn thì là nó sẽ ra những con màu đậm chẳng hạn, nhiều người thích. Hoặc là nó sẽ ra những cái màu như con này này thì là ít người thích hơn, thì là giá nó sẽ khác đi thôi. Chứ còn về thần kinh các thứ thì cùng một đàn cùng bố mẹ thì nó sẽ như nhau. Đấy, tí nữa thì em sẽ bắt một vài con ra em test thần kinh riêng từng con một cho mọi người xem mọi người nhá. Rồi đã. Đây, mọi người nhìn này, thần kinh nhá, rất là tốt luôn đấy, chứ không phải là thần kinh kém hay gì. Ở trung đàn thì trông nó xấu xấu, nhưng mà tách riêng nhìn nó lại cũng là đẹp mọi người đúng không? Đấy, đây. Mảng màu thứ khung bệ rất là cao dài nhá. Những con chó này size nó to. Tất cả là hơn tất cả nữa em muốn nói mọi người là này. Ví dụ con chó nó tầm 60 ngày mới 70 ngày ấy thì mọi người nuôi ấy, nó rất là dễ béo. Còn như những con này nó tầm 3 tháng 3,5 tháng rồi thì nuôi ấy, nó chỉ phát triển chiều cao nữa thôi mọi người ạ. Nên ra là mọi người nhìn qua video cũng nó thể hơi gầy nhưng mà đây là nhìn. À, em bế ra mọi người thấy này. Ô, không phải là rẻ thì là nó bé đó mọi người nhá. Đây là mọi người nhìn con chó này, nó cao dài như này rồi cơ, chứ không phải là cái hàng 5 cân với 4 cân nên là bọn em bán rẻ đâu nhá. Đấy, gọi là nó là những con cuối đàn rồi thì bọn em bán rẻ thôi mọi người ạ. Và những con rất là căng luôn, thần kinh kém hay gì đâu. Còn một cái lưu ý nữa là những cái con mà nó bọn em thanh lý 3,5 triệu nhá, nó lại có một cái khác biệt nữa này. Ngoài bảo hành bệnh tật này, bảo hành thần kinh cho mọi người về chơi ấy, bọn em còn bảo hành là nếu một tháng mà không tăng được 4-5 cân ấy là bọn em sẽ cho mọi người trả chó luôn cơ, để mọi người đỡ lo là nó gầy là nó bị bệnh tật hay nó bị đi ngoài hay bị lọ bị kia mọi người nhá. Đấy, nên là mọi người mua thì mọi người mua của bọn em thì mọi người yên tâm, bọn em bảo hành đến tận chân răng cho mọi người luôn. Nhưng còn thực sự những cái con này là bọn em cũng lỗ đến tận xương rồi, nên đằng nào cũng lỗ rồi ấy, thì đã lỗ về mặt tiền mặt rồi, thế nhưng mà nó phải được về cái mặt uy tín mọi người đúng không? Chứ em cũng không để theo kiểu là vừa mất tiền rồi mà vừa bị là bán cho mọi người cái con chó nó lỗi hay nó bệnh tật xong về nhà mọi người lại chê trách em là thằng Hồng mày lừa tao hay lọ kia đấy. Đã mất cái lọ thì phải được cái kia mọi người đúng không? Đã mất tiền thì phải được tình cảm của mọi người. Rồi. Đây, những cái con cái này đây, nó cũng bé nữa nhưng bọn em lại bán 4 củ cơ. Đấy. Chứ mọi người đừng hỏi em là
tại sao những cái con bé mày lại bán đắt hơn những cái con to, hoặc là những cái con to như này này, nó to hơn rất là nhiều mọi người đúng không? Chúng em bán 3,5 củ, bởi vì như này này, chạy em càng to em bán càng rẻ. Những cái con to này này thì nó như nào nhỉ? Bây giờ nó cứ phải một mình một chuồng chứ. Những cái con này bây giờ mà ở cùng cái đội này là đội này, đội thiếu niên nhi đồng này là gọi là rách tai ngay, không để cùng được. Nên là những cái con to em rất là muốn bán sớm để cho nó về nhà mới. Với cả thứ hai là những con chó từ khoảng 2 tháng đến 80 ngày tuổi ấy, thì mọi người mang về mọi người nuôi nó rất là quấn chủ mọi người nhé, bởi vì là nó vừa với tách mẹ đấy này. Thì mọi người về mọi người kết nối với nó dễ, chứ còn con chó ngoài 3 tháng đổ đi ấy là nó bắt đầu nó biết nhận biết người lạ rồi. Thế đâm ra ví dụ như là ở đây bọn em ấy thì nó quen, nhưng mà nó về nhà mới với anh chị thì nhiều khi nó lạ lắm. Nên là con chó nó càng to thì nó càng lâu kết nối với chủ. Bọn em muốn bán là những con chó nào mà về nhà ấy, anh chị mang về anh chị chơi được luôn, đỡ mất cái thời gian làm quen. Còn con chó 3 tháng rưỡi 4 tháng thì nó bắt đầu nó lạ, biết lạ rồi mọi người nhá. Đấy. Còn như bọn này là anh chị về anh chị chơi được luôn. Đấy. Nên là bé hơn nhưng bọn em lại bán đắt hơn 500.000 là vì lý do đấy. Đấy. Mỗi con này nó sẽ có một cái hay riêng, một cái dòng riêng. Đấy. Ví dụ như anh chị thích chơi size to ấy thì để những cái con này là bọn em bán thay lý giá rẻ chút cho mọi người chơi, thì là sau này nó sẽ vẫn to. Còn những cái con này là sau này lớn lên nó size nó còn bé cơ. Nhưng mà những cái con này thì mọi người thấy không, nó cũng là cái hàng chân lông mượt da chứ nó cũng không lỗi gầy như loại kia đúng không, lông nó không sơ lắm, nên là bọn em vẫn giá bán giá như bình thường, đấy là 4 củ, còn trên là 3,5 củ nhá. Nên là mọi người có nhu cầu cái thứ bắt những cái bạn như thế nào, tầm tiền giá bao nhiêu thì là mọi người có thể IB cho em để bọn em hỗ trợ tư vấn nhá. Còn mọi người lưu ý là cái hàng rẻ này là nếu tầm lỗi bọn em sẽ bán là tầm lỗi ngay, còn đây nó chỉ là những con cuối đàn thôi và nó hơi gầy ấy, thì bọn em sẽ bán rẻ cho mọi người, rẻ nhưng mà nó sẽ khác với những cái mọi người mua những con 5 triệu 6 triệu đẹp trong đàn. Những cái con này bọn em còn bảo hành cho mọi người là nếu một tháng mà không tăng từ 4 đến 5 cân ấy, là bọn em sẽ nhận lại chó nếu anh chị muốn giả cơ đấy. Ngoài bảo hành bệnh tật này, bảo hành thần kinh như vậy mọi người về chơi được ấy, thì những cái con giá rẻ bọn em còn bảo hành là một tháng nếu không tăng được 4 đến 5 cân bọn em nhận lại chó. Xin chào mọi người.